Chị ông Ba ơi, shipper này ai ấy, không phải đâu. Shipper. Sao lại không biết cái này mày đi đâu đó này. Ừ, thì nó trên, còn nó có con xoa thì nó là ấy. Xoa nó là được. Mày đang bán, mày có tin không? Mày bây giờ này còn đang sốt cây lan của em cơ. Ừ, đi. Nó mới lan, như hoa giấy rồi chứ. Thấy như bọn nó đây là ở đây gần đây như thế này thì đặt cái thuốc mình nhé. Sao mình đặt cái thuốc? Tao cũng đang ngửi cái cái đi ép của tôi. Đi qua em là mơ là mẹ mới kết nhé. Mẹ em cũng nhộn nhộn.